Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bộ truyện dài Xóm Đạo của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của chính tác giả và kịch sĩ Hồng Đào. Kỹ thuật âm thanh Anh Dũng. Ông Đoàn Cảnh quăng cái quạt sang bên cạnh rồi lái câu chuyện qua hướng khác. Tôi chưa hỏi tội nó, bà còn bênh nó. Con gái hư thân mất nết, cha mẹ vừa vắng nhà có một hôm đã chạy sang thọng thụt với thằng kia. Nhà này đâu có thứ con động cỡn như thế. Bà không mắng nó thì thôi, lại còn về hùa với nó là làm sao? Bà Cảnh chống đỡ dùm châm. Thì chúng nó chỉ gặp nhau, ngồi nói chuyện công khai giữa ban ngày ban mặt, chứ làm gì mà ông bảo là thậm thụt. Ông thì ông còn lạ gì giao thông nữa. Người ta đàng hoàng có ăn có học mà lại. Rồi bà tha thiết nhắc lại. Tôi nói thật đấy. Mình là cha là mẹ, không nên bỏ dịp may. Mai kia con nó oán mình. Ông ừ một tiếng. Con Trâm nó bảo cậu Thông nhờ người sang đây nói chuyện với ông. Cậu ấy thì lễ nghĩa đâu ra đấy, chứ chẳng sợ đi ngang về tắc. Ông thấy thế nào? Lấy ai thì lấy, miễn là không theo đạo. Bà sợ con bà ở đây ế chồng thì tôi sẽ dọn đi. Không xuống Sài Gòn thì lên Củ Chi hay Tây Ninh. Người ta sống được thì mình cũng sống được. Bà Cảnh nghẹn họng không nói được nữa, nước mắt sắp trào ra. Ông Cảnh quay lưng lại và kết luận. Thôi ngủ đi, khuya quá rồi. Nói thế nhưng chỉ một phút sau, chính ông lại càu nhàu lên tiếng đả kích đạo Thiên Chúa và chửi rủa chính quyền Ngô Đình Diệm chèn ép các tôn giáo khác. Ông nói: tự dưng lại cấm ăn thịt ngày thứ sáu. Luật lệ gì mà hỗn láo như vậy, bắt người đạo khác cũng phải theo đạo của mình. Bà Cảnh đỡ lời: chợ không bán thịt ngày thứ sáu, còn mình ăn thì cứ ăn, chính phủ nào mà cấm. Mình ăn ở nhà ai xông vào mà bắt đâu mà. Ông Cảnh lật người nằm ngửa và tiếp: rồi lại còn cái trò ăn chay kiêng thịt nữa. Ăn chay cấm ăn thịt nhưng lại cho ăn tôm cá thả cửa, thế mà cũng gọi là ăn chay. Đúng là trò hề. Gặp cái đứa nó thích ăn tôm ăn cá thì cứ coi như là nó ăn chay quanh năm à. Rõ chán thật. Ăn chay cái kiểu ấy thì tôi ăn cả đời cũng được. Thế mà cái con Trâm nhà mình nó lại ngu muội định rúc đầu vào cái đạo ấy. Bà Cảnh nằm im không cãi. Mà bà muốn cãi cũng không được, bởi bà có biết gì về giáo lý của đạo Thiên Chúa đâu. Bà có cảm tình với đạo Thiên Chúa chỉ vì trong cuộc di cư vừa qua, bà chứng kiến sự tận tình của một số linh mục và các bà sơ đối với dân nghèo và đối với người bệnh tật. Sâu xa nhất, bà có cảm tình với đạo Thiên Chúa vì bà thấy đàn ông theo đạo không lấy nhiều vợ. Đến ngay như những người giang dở, vợ chồng chia lìa bác nang, biết chắc là không còn gặp lại nhau nữa, mà luật đạo vẫn còn cấm không cho lấy người khác, huống chi là đang có gia đình bên cạnh. Bà chỉ cần thế thôi, con gái bà sẽ có hạnh phúc này nếu lấy chồng theo đạo. Bà cổ võ đến cùng việc này là vì vậy. Còn những điều luật lặt vặt như ăn chay xưng tội mà chồng bà đang bắt bẻ thì riêng đối với bà chỉ là những thủ tục nhỏ nhặt không đáng quan tâm. Ông Đoàn Cảnh tiếp tục phân tích. Bà Cảnh bực bội chịu không nổi, ngồi dậy vén mùng chui ra, vùng vằng bỏ vào buồng nằm chung với con gái. Trâm xích vô nhường chỗ cho mẹ, chiếc giường che hẹp, kêu lên răng rắc. Anh và Thế đang rầm rì nói chuyện, biết mẹ vào cũng vội im bặt nằm yên nghe ngóng.
Bà Cảnh chán nản bảo Trâm. Bố mày cứng đầu lắm. Tao nói thế mà chả lay chuyển được. Dù đã biết trước, Trâm vẫn thất vọng thở dài. Cô đẩy cái gối bông sang cho mẹ và hỏi. Thế riêng ý mẹ, mẹ tính sao? Bà Cảnh não nề đáp. Mẹ cũng chẳng biết tính làm sao. Bố mày thì xưa nay vẫn thế. Ghét cái gì là ghét cay, ghét đắng, ghét suốt đời. Đến chết họa mày mới thay đổi được. Dạo tao mới lấy bố mày về ở chung với ông bà nội. Ông nội cứ nhức mãi bố mày có tính thủ sai. Càng ngày tao thấy càng đúng. Trâm cãi. Nhưng mà anh Thông thì anh có làm gì đâu mà bố thù. Bà Cảnh tặc lưỡi. Thì thằng Thông thì nói gì. Bố mày thù là thù ông bà Thứ dạo trước á. Rồi từ thù ông bà Thứ, bố mày ghét lây luôn cả đạo Thiên Chúa. Chỉ có thế thôi. Nằm ngẫm nghĩ một lúc, Trâm lật úp người nghiêng sang phía mẹ và đề nghị. Hay là con bảo anh Thông cứ sang thư chuyện với bố. Mẹ nói bố không nghe, nhưng biết đâu anh ấy nói bố lại nghe. Con chắc là tại bố tự ái cái chuyện ngày trước ông bà Thứ trả lại đĩa xôi. Trùng quy là tại vì cái đĩa xôi thôi. Mà cái ông bà Thứ cũng vụng thật, không ăn thì đổ đi, việc gì phải trả lại. Bà Cảnh đồng ý ngay. Thế mới thôi. Chính tao cũng tức uất người đây này, chứ riêng gì bố mày. Có điều trăm người trăm nết. Bố mày vơ đũa cả nắm, ghét ông bà Thứ rồi ghét luôn cả cậu Thông, thì tao thấy quá đáng. Trâm trình bày tiếp ý kiến của mình. Mẹ, anh Thông á, anh nói khéo lắm á, lại có tình có nghĩa. Thôi thì cứ liều bà anh sang gặp bố nhé. Bà Cảnh dè dặt lắc đầu. Tao thì tao chỉ sợ sang gặp bố mày. Chẳng những bố mày không nghe mà lại còn nói mít lòng người ta thì xôi hỏng bỏng không. Chừng ấy muốn níu lại cũng chả được. Chính vì thế tao mới dò bố mày trước. Nhưng xem chừng bố mày cứng rắn lắm. Thôi cứ để từ từ nè. Đừng giục cậu ấy sang lúc này. Để ngày mai tao nói chuyện với bố mày một lần nữa xem thế nào đã nhá. Hai mẹ con nằm im bên nhau cùng vận dụng trí óc tìm cách giải quyết vấn đề. Bên kia bức vách, hai anh em anh và Thế cũng nằm yên, tính toán dùng trị và cùng nhìn thấy nỗi bế tắc hiện ra trước mắt. Cả nhà chả ai còn lạ gì cái tính gàn bướng của người chủ gia đình. Sáng hôm sau, ông Đoàn Cảnh dậy sớm, tự động xuống bếp đun nước pha trà rồi bưng lên ngồi trầm tư ở phòng khách, hút liên tiếp mấy điếu thuốc lào trước khi ra bờ giếng rửa mặt. Ông nghe tiếng chuông nhà thờ vọng lại xa xa, làm ông càng day dứt nghĩ đến chuyện tình của con gái ông đang say đắm một người có đạo. Ông ngẩng đầu nhìn ra con đường vắng lặng trước nhà, trời bắt đầu sáng rõ. Ông uể oải đứng dậy bước ra hè và khẽ rùng mình hắt hơi mấy tiếng. Ông vươn vai đứng chống nạnh nhìn cánh đồng trải dài dưới làn sương mỏng. Nghe tiếng bước chân trong nhà, ông quay đầu nhìn vào, thấy vợ ông vừa cúi xuống nhấc cái ấm đồng đặt ở chân bàn, mang xuống bếp. Ông theo vào và bảo, sáng mai thằng anh nó xuống Sài Gòn, nhân tiện tôi đi luôn với nó. Bà Cảnh mặt buồn so, ngơ ngác hỏi lại chồng. Ông đi làm gì? Ông Cảnh ngồi xuống ghế giải thích. Bà nói đúng đấy, đêm qua tôi nghĩ rồi, ở đây mình lạc lõng quá, chắc đành phải dọn đi. Tôi nghe bảo là vùng Bà Quẹo với ngã tư Bảy Hiền đang mở mang, nhà cửa còn rẻ lắm. Tôi xuống đấy hỏi thăm xem thế nào. Bà Cảnh biết thâm ý chồng là muốn đưa gia đình đi khỏi mảnh đất này để Châm xa hẳn Thông, cho nên bà sẵng giọng nói. Bà Quẹo với lại ngã tư Bảy Hiền thì toàn là đạo Công giáo không? Ông xuống đấy làm gì? Nhà ngoài mặt phố thì không đủ tiền mua. Chỉ vào sâu trong những xóm lao động bình dân thì họa may mới tậu nổi. Mà xóm lao động bình dân á, toàn chạy công giáo do linh mục dựng lên. Đi đâu cho nó thoát. Rồi sẵn cơn giận bà gào lên. Tôi đã nói rồi, 4 năm nay rồi tôi giục ông đi. Tại sao ông không đi? Giờ đến bây giờ tôi sắp gả chồng cho con á, thì dở trứng là thế nào? Ông muốn đi thì đi một mình đi. Mẹ con tôi không đi đâu hết á. Dứt lời bà xách cái ấm xuống bếp đun nước sôi để vặt lông vịt. Bực mình vì thái độ ích kỷ của chồng, bà đã toan không thịt vịt đánh tiết canh cho chồng uống rượu như dự tính hôm qua. Nhưng bà lại nghĩ đến sáng mai thằng anh sẽ dọn hẳn xuống Sài Gòn học nghề, chẳng nhẽ hôm nay không có bữa tiệc tiễn chân. Bước ra sau nhà, bà thấy Trâm đang ránh răng rửa mặt ở bờ giếng. Cô ngẩng lên hỏi mẹ. Thịt một con hay hai con hả mẹ? Bà Cảnh múc nước từ cái lu sành đổ vào ấm và buồn rầu đáp. Thì thường có cậu giao thông thì giết hai, còn đánh hai tiết canh rồi chặt hai đĩa thịt luộc, còn bao nhiêu bỏ vào hầm măng khô. Nhưng mà bố mày không bằng lòng mời người ta thì thôi, nhà mình một con đủ rồi.
Hai mẹ con cùng vô tình đưa mắt nhìn sang phía nhà Thông, dù biết chắc giờ này Thông đang có mặt ở nhà thờ dự lễ sáng Chủ nhật. Thời gian trôi mau, Trâm bồi hồi nhớ lại mới Chủ nhật trước, cô và Thông đã ở bên nhau cả một ngày và âu yếm trao nhau lời hẹn ước. Cô đã thầm yêu Thông từ lâu và mối lo canh cánh của cô là sợ Thông không đáp lại tình yêu đó, bởi Thông có quá nhiều lựa chọn chung quanh. Đến khi biết chắc là Thông cũng yêu cô mừng quá, cả đêm không ngủ được. Cô không ngờ cái trở ngại bây giờ lại chính là bố cô, mà cái trở ngại ấy thì lớn lắm, khó lòng mà vượt qua được. Bà Cảnh nói nhỏ: "Bố mày vừa bảo với tao là sáng mai bố mày đi luôn với thằng anh xuống Sài Gòn dò đường, rồi đón cả nhà xuống dưới đấy đấy." Dứt lời, bà xách ấm nước vào bếp. Trâm ngồi yên không đáp. Trong đầu cô vừa nảy ra một ý tưởng táo bạo, là dù cả gia đình cô có đi lập nghiệp nơi khác thì riêng cô vẫn nhất quyết ở lại nơi này để được làm vợ Thông suốt đời. Sáng hôm sau, cha con ông Cảnh ra quốc lộ đón chuyến xe sớm xuống Sài Gòn. Thế ăn vội bát cơm nguội với canh măng còn dư lại hôm qua, rồi cũng đội nón vải hăm hở qua sông sang ấp Tân Thượng, tiếp tục công việc dở dang người ta mướn từ tuần trước. Mấy tháng nay nhờ cô Huỳnh Thị Bông tận tình giúp đỡ, hầu như ngày nào thế cũng có người thuê góp nhặt chút vốn liếng để mai kia đi lính thì có tiền tiêu vặt. Sáng sớm hôm nay tiễn chân anh xuống Sài Gòn, thế đã dúi vào tay anh 500 đồng làm lộ phí. Vào thời kỳ này giá trị đồng tiền còn rất cao, một người đi ở thuê chủ nuôi cơm lương tháng chỉ có 500, tân binh quân dịch lãnh tháng 600, công chức hạng trung mỗi tháng hơn 2.000. Đem so sánh thì 500 đồng thế tặng cho anh cũng là món tiền khá lớn. Thế đi rồi, bà Cảnh cắp nón ra chợ. Hôm đòi được món nợ cũ suốt quãng đường từ Sài Gòn về, bà đã háo hức bàn với chồng là sẽ sang lại cái sạp nhỏ bán hàng xén ngoài chợ để bà và Trâm thay phiên nhau ra coi, khỏi phải đi làm thuê vất vả. Ông Cảnh cũng hài lòng với dự tính ấy. Bà đã ra gặp chủ sạp 2 hôm liền mà vẫn chưa thỏa thuận xong giá cả. Nhưng hôm nay có lẽ bà phải dứt khoát, vì bà vừa thoáng nghĩ trong đầu rằng nếu bà mua sạp, giao hết tiền cho người ta, thì chồng bà sẽ chẳng còn đồng vốn nào mà tính chuyện rời trại. Ngày trước bà muốn đi thì chồng bà lại chần chờ, bây giờ bà không muốn đi nữa, vì bà muốn Trâm lấy Thông cho yên bề gia thất đã, rồi sau đó ở hay đi cũng không còn là vấn đề quan trọng. Ở nhà chỉ còn lại một mình Trâm. Cô đi tắm thay bộ quần áo mới rồi chạy vội sang nhà Thông. Cô phải gặp Thông ngay, bởi cô biết Thông dạy lớp buổi chiều, chỉ có mấy tiếng đồng hồ buổi sáng để nói chuyện với cô. Tiến vào sân, nhìn qua cửa chính, Trâm thấy Thông đang ngồi ở chiếc bàn kê ngay giữa nhà, vừa ăn sáng vừa chấm bài. Tay phải anh cầm bút nguyên tử đỏ, tay trái cầm khúc bánh mì kẹp cá mòi Sumaco và cà rốt thái mỏng ngâm giấm mà Thông mới mua ở sân nhà thờ sau khi tan lễ. Bữa điểm tâm ở trại định cư bao giờ cũng chỉ đơn giản như thế: gói xôi, màu sắn, củ khoai, bát bún riêu hoặc bánh mì. Gánh hàng rong đi qua nhà, giao thứ gì Thông gọi vào mua thứ ấy, không có thì giờ kén chọn. Họa hoàn lắm, những hôm có dịp lên chợ quận, Thông mới mua về một vài lạng cà phê để uống dần. Trâm ho nhẹ một tiếng rồi bước lên thềm. Thông ngẩng đầu nhìn ra, tươi hẳn nét mặt, luống cuống xô ghế đứng dậy. Anh giấu vội mẩu bánh mì ăn dở vào ngăn kéo rồi tiến ra đón Trâm. Anh ngạc nhiên lắm, bởi chưa bao giờ Trâm qua nhà anh vào buổi sáng, và càng ngạc nhiên hơn là cô ngang nhiên vào cửa trước. Có lẽ ông bà Cảnh đã chấp thuận cho Trâm lấy anh rồi chăng? Anh buột miệng hỏi: "Hai bác có nhà không?" Trâm tiến lại ngồi xuống ghế, nụ cười dè dặt trên môi không giấu nổi nét buồn trong ánh mắt. Thông khép bớt cánh cửa rồi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trâm nắm lấy bàn tay Thông và nói: "Bố mẹ em đi vắng cả. Bố em đưa thằng anh xuống Sài Gòn, còn mẹ em thì chắc ra chợ. Thằng Thế thì đi làm bên Tân Thượng, anh biết rồi. Cả nhà đi vắng cho nên em sang gặp anh có tí việc." Thông lo lắng hỏi: "Việc gì? Bên nhà hai bác đã biết?" Trâm gật đầu ngắt lời: "Vâng, bố em biết rồi. Tối hôm qua em có nói rõ đầu đuôi chuyện giữa anh và em cho mẹ em nghe." Ngừng một chút, Trâm tiếp: "Mẹ em mừng lắm,
các em cũng mừng lắm. Nhưng mà bố em thì... Anh biết rồi, bố em không bằng lòng phải không? Không phải là bố em không thích anh. Bố em quý anh lắm, em nói thật đấy. Nhưng mà có điều là bố em không có bằng lòng cho em theo đạo. Thông trầm ngâm nhìn ra cửa. Trâm đứng dậy bước lại sau lưng anh, đặt hai bàn tay lên vai Thông và cúi xuống thì thầm. Anh ở ngay bên cạnh em sao mà em thấy xa quá à? Lúc nào em cũng nhớ anh, nhất là ban đêm nằm ngủ. Anh cũng có khác gì em đâu. Nhưng mà bố em nhất định cấm em rửa tội ư? Trâm trở lại ngồi xuống chỗ cũ, tỉ mỉ kể hết mọi chi tiết cho Thông nghe. Khởi đầu từ đề nghị của Trâm mời anh sang ăn tiết canh vịt, cho đến lúc mẹ Trâm tiết lộ với ông Đoàn Cảnh ý định xây dựng của Trâm và Thông. Giọng Trâm đều đặn, rành mạch, không thêm không bớt. Cô muốn Thông nhìn rõ thực tại, đánh giá đúng tình hình để cùng cô tìm cách giải quyết. Rồi Thông nói đùa: tóm lại là hôm qua anh mất một dịp ăn tiết canh vịt. Tiếc nhỉ? Trâm gượng cười rồi tha thiết hỏi một câu quan trọng: anh ơi, em khổ lắm. Bố em không có cấm em lấy anh, nhưng mà cấm em theo đạo. Anh có cách nào trình với cha cho em và anh cưới nhau trước, rồi từ từ em sẽ rửa tội sau, có được không? Em biết bố em vẫn còn giận ông bà Thứ nên mới giận lây cả đạo công giáo. Nếu cha cho em lấy anh thì một thời gian sau bố em sẽ nghĩ lại, chừng đó em rửa tội cũng được, phải không anh? Thông mủi lòng nhìn người yêu, nước mắt muốn trào ra. Giờ phút này anh càng nhìn rõ thấy tình yêu của Trâm đối với anh mãnh liệt tới mức nào. Anh khẽ nhoài người về phía trước, hôn nhẹ lên trán Trâm rồi đáp: luật đạo tuy nghiêm khắc nhưng không phải là không có ngoại lệ. Cũng có những trường hợp giáo hội cho phép tín đồ thành hôn với người dị giáo. Tuy nhiên đó phải là hoàn cảnh đặc biệt lắm. Chứ còn trường hợp như anh với em thì chắc chắn cha không chấp thuận đâu. Huống chi lý đoán của mỗi linh mục mỗi khác. Có cha thì tương đối dễ dãi, có cha lại rất bảo thủ. Chẳng hạn như cha Xuân thì khắt khe lắm. Anh có lên trình cha cũng vô ích mà thôi. Ngày trước cha Hảo còn ở đây đó, thì ngài rộng rãi hơn. Vì ngài còn trẻ lại có một thời gian du học bên Pháp, cho nên tính tình phóng khoáng hơn. Có cha Hảo thì họa may anh còn nói được. Tiếc rằng cha Hảo đi mất rồi. Bây giờ chỉ còn cha Xuân. Anh dám chắc là không thể nào xin ngài khoan miễn cho mình được. Thông ngừng lại, thở dài rồi tiếp: Hay là em cứ để anh sang thư chuyện với bố em xem sao. Anh sẽ cố gắng trình bày mọi lẽ, may ra thì lay chuyển được chăng? Trâm lắc đầu: Em cũng muốn như thế lắm, nhưng em chỉ sợ bố em làm anh buồn thôi. Mẹ em dặn là đừng đưa anh sang gặp bố em, vì mẹ em biết tính bố em mà. Anh xem, cả nhà em, từ mẹ cho đến hai đứa em, đứng về một phía mà còn không làm bố em siêu lòng được nữa là... Thế thì anh biết làm thế nào bây giờ? Giáo luật thì không thể thay đổi được. Em không học đạo không rửa tội thì cha không làm phép hôn phối. Mà bố em cấm theo đạo, cả hai đường đều bế tắc. Trâm ngồi yên, nước mắt trào ra. Thông kéo cái ghế xích lại thêm một chút nữa. Hai bàn tay âu yếm nắm lấy bàn tay Trâm và trấn an: anh sẽ tìm cách giải quyết. Em cứ để anh sang thư chuyện với hai bác, nhất là bác trai xem thế nào đã. Trâm lau nước mắt sụt sùi nói: vâng, thì cũng đành phải như thế chứ biết làm sao. Nhưng mà anh à, dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, em vẫn theo anh. Anh đừng có bỏ em anh nhé. Bố em xuống Sài Gòn chắc tối nay về, hoặc là sáng mai cũng chưa biết chừng. Chiều mai anh đi dạy học về, ăn cơm xong thì sang gặp bố em tiện nhất á. Anh cố nói với bố em xem thế nào anh nhé. Nhưng mà em dặn trước là bố em lắm khi hay nói ngang, mẹ em cứ bảo là gàn dở. Anh đừng có để bụng nhé. Em thì em biết bố em tốt lắm á, mới đổi tính đấy thôi. Thông gật đầu nhìn Trâm thông cảm. Anh biết Trâm lo ngại là sau buổi gặp gỡ anh sẽ ghét ông Đoàn Cảnh. Dù thế nào đi nữa thì Trâm cũng vẫn hết lòng thương bố. Cô lau nước mắt đứng dậy từ giã, nhưng ra tới gần cửa Trâm sực nhớ một chuyện, vội tươi nét mặt quay lại bảo: Định hỏi anh cái này lại suýt nữa quên mất tiêu. Anh, tại sao đạo công giáo khi ăn chay chỉ cấm ăn thịt mà lại cho ăn tôm cá? Bố em cứ cười mãi cái chuyện đấy mà em chả biết nói thế nào. Thông thoải mái đáp:
Bố em cười là phải, bởi vì nếu không hiểu ý nghĩa và mục đích của việc ăn chay bên đạo Công giáo thì ai cũng thấy gần như vô lý cả. Ăn chay của đạo Phật cấm ăn tất cả mọi thứ thịt, mọi loại sinh vật, bởi vì mục đích của việc ăn chay là để diệt dục và cấm sát sinh. Ý nghĩa của nó là như thế. Ăn chay bên đạo Công giáo có mục đích khác. Nó nhằm nhắc nhở tín đồ ngày thứ sáu là ngày Chúa bị đóng đinh trên thánh giá, hy sinh chết cho nhân loại. Đạo Công giáo thành hình từ Tây Phương, mà thức ăn chính của Tây Phương là thịt, cho nên mới có luật cấm ăn thịt ngày thứ sáu để nhớ Chúa chịu nạn. Còn những nước nghèo như chúng ta, thức ăn chính là cơm, là rau, thì chúng ta đâu có thấy cái việc cấm ăn thịt nó quan trọng, bởi có nhiều người cả năm không ăn thịt, ăn thì cần gì phải cấm. Còn bảo rằng ngoài thịt ra cứ việc ăn tôm cá thoải mái thì không đúng. Ngày ăn chay giáo dân thường chỉ ăn bữa trưa mà thôi. Nhưng mà như anh đã nói với em nhiều lần rồi, vấn đề là ở lòng thành chứ không phải ở thủ tục bên ngoài. Thủ tục bên ngoài đôi khi chỉ để che mắt thế gian, nhưng không bao giờ che mắt được Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh Chúa đã dạy rằng không phải cứ kêu lạy Chúa tôi là được vào nước thiên đàng. Châm gật đầu nói: Em hiểu rồi, thôi em về để anh chấm bài, gần trưa rồi đấy. Em xin lỗi đã làm phiền anh, mất thì giờ của anh. Dứt lời Châm bước ra sân. Thông không níu kéo, anh đứng tựa khung cửa nhìn theo một lúc khá lâu. Bóng Châm khuất hẳn ở khúc rẽ ngoài đường, anh vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ về thái độ kỳ thị mãnh liệt của ông hàng xóm. Anh quay vào với chồng vợ học trò, nhưng cầm cây bút lên, anh lại buông xuống ngay vì đầu óc vướng bận không thể tập trung được. Mẩu bánh mì dở dang, anh chẳng muốn ăn tiếp nữa. Anh đứng dậy, bước sang gian bên cạnh, nằm ngả người trên chiếc võng và nhắm mắt lại. Chính trên chiếc võng này, chủ nhật tuần trước, anh và Trâm đã ước hẹn với nhau. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra đơn giản, không ngờ sự cách biệt tôn giáo lại là một trở ngại. Chiều mai, anh sẽ sang gặp ông Đoàn Cảnh. Anh hy vọng sẽ thuyết phục được. Nhưng nếu ông cứ khăng khăng giữ thái độ cố chấp như Trâm nói, thì anh sẽ phải giải quyết ra sao? Giờ này, chính anh cũng chưa biết. Ngoài sân bỗng có tiếng chuông xe đạp kính con liên hồi. Thông mở mắt và từ từ ngồi dậy. Chẳng cần nhìn ra anh cũng biết ngay là trưởng ấp Quỳnh, bởi Quỳnh có thói quen mỗi lần đến trước cửa nhà ai là bấm chuông cả chục tiếng. Thông xỏ dép bước ra hè, Quỳnh vừa leo xuống đang dựng xe vào cây cột chống giàn mướp, nở nụ cười chào Thông. Thông cảm động đón Quỳnh vô nhà. Quỳnh móc túi lôi ra cái phong bì màu xanh trao cho Thông. Anh nhìn thoáng trên góc trái thấy tên Mai, cô học trò cũ từ Sài Gòn gửi về. Thông hơi xúc động nhưng không mở ra vội. Anh bỏ tạm trên mặt bàn để ngồi tiếp chuyện Quỳnh. Từ ngày cha Hảo rời trại, Quỳnh trở nên khá thân mật với Thông. Sau khi cái Phương lấy chồng, Quỳnh lại càng gắn bó với Thông hơn. Mọi chuyện lớn nhỏ đều đem ra hỏi ý kiến. Báo chí trên quận, trên xã gửi xuống, có thứ gì mới Quỳnh đều đem tặng hoặc cho Thông mượn đọc trước, mục đích để nhờ Thông tóm lược và kể lại cho Quỳnh nghe. Nghĩa là Thông đảm nhận cái công việc đọc báo giùm thính giả, và nhờ vậy Quỳnh nắm vững mọi tin tức cần thiết liên quan đến chức vụ của mình. Như thế là đôi bên cùng có lợi, Thông cũng thích mà Quỳnh cũng vui. Quỳnh tự tiện ngồi xuống ghế, mở cặp ra rút ra tờ tạp chí mới xuất bản số đầu tiên. Thông đỡ lấy, ngửa đầu ngắm nghía cái hình bìa in mấy cô gái thị thành. Đó là tờ Sáng Rọi Miền Nam do chính phủ tài trợ để quảng bá thành tích của nền đệ nhất Cộng Hòa, đặc biệt chú trọng về khu chủ mật và khu dinh điền đang được phát triển. Thông ngồi cạnh Quỳnh lật nhanh mấy trang báo, phần lớn là hình ảnh Ngô Tổng thống đi kinh lý. Dân chúng tụ tập đón tiếp hai bên đường hoặc trong xóm làng, trường học để bày tỏ lòng ủng hộ. Thông dừng lại ở bức ảnh một nông dân cầm tờ giấy đứng trên khán đài trước máy vi âm với hàng chữ chú thích: xã trưởng Bình Hiệp dâng kiến nghị lên Ngô Tổng thống. Thông bất giác đưa mắt ngó Quỳnh và nhớ lại một kỷ niệm vui vui hồi Quỳnh mới nhậm chức trưởng ấp. Hôm ấy trại định cư Tân Hạ đón tiếp ông tỉnh trưởng xuống thăm, trao tặng ít vật liệu tu bổ trạm y tế. Quỳnh lăng xăng nhờ Thông cho tập họp toàn thể học sinh, đồng thời mời đồng bào trong trại ai rảnh rỗi thì ra sân nhà thờ để nghe ông tỉnh trưởng đọc diễn văn ca ngợi công đức Ngô Tổng thống đã đưa cả triệu đồng bào miền Bắc di cư lánh nạn cộng sản.
Khi ông dứt lời, dĩ nhiên Trừng Ấp Quỳnh phải lên đáp từ và cảm tạ. Thói quen của Quỳnh là bất cứ khi nào có dịp đứng trước máy vi âm, Quỳnh cũng kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu: "Xin đồng bào hãy cùng tôi hô to các khẩu hiệu sau đây." Quỳnh dừng lại một chút, nhìn khắp lượt cử tọa rồi hét lớn: "Đá đảo Cộng sản!" Lập tức cả đám đông trước mặt chỉ việc vung cánh tay lên và lặp lại hai chữ đầu tiên: "Đá đảo." Quỳnh dõng dạc tiếp: "Cương quyết bài trừ phong thực cộng." Thì mọi người lại hô theo: "Cương quyết." Câu thứ ba mà Quỳnh cho là quan trọng nhất, xuất phát từ đáy tim Quỳnh, đó là Quỳnh phải bày tỏ lòng trung thành với Ngô Tổng thống. Quỳnh trung thành thật, cảm mến thật, chứ không phải vì là công chức mà Quỳnh cần nịnh bợ. Cái ghế trưởng ấp quèn như Quỳnh thì có đời nào Ngô Tổng thống ngó đến mà phải nịnh. Quỳnh kính phục Ngô Tổng thống chỉ vì cũng giống như đa số dân di cư, Quỳnh thấy ở vị lãnh đạo anh minh này những ưu điểm nổi bật. Thứ nhất là cùng tôn giáo với Quỳnh, cùng chủ trương chống cộng và sống cuộc đời độc thân đạo đức. Người ta thầm thì chê bai Ngô Tổng thống độc tài và phong kiến, nhưng với Quỳnh thì chuyện đó không quan tâm, miễn là Tổng thống làm được việc và miễn là yêu nước. Quỳnh từng bàn với vợ, ngày nào nếu Ngô Tổng thống tập hợp đạo quân Bắc tiến vượt sông Biến Hải thì Quỳnh sẽ tình nguyện tham gia cuộc hành quân lịch sử ấy để chiếm lại quê nhà. Tạm thời trong lúc chờ đợi, bất cứ khi nào có dịp hô khẩu hiệu, câu cuối cùng của Quỳnh bao giờ cũng là lời suy tôn Ngô Tổng thống. Nhưng lẽ ra Quỳnh chỉ cần hô ủng hộ Ngô Tổng thống để cử tòa lặp lại hai chữ đầu tiên là ủng hộ, thì hôm ấy Quỳnh lại muốn chơi nổi, muốn nhấn mạnh trước mặt ông tỉnh trưởng, cho nên Quỳnh cố kéo dài câu khẩu hiệu của mình cho đầy đủ chi tiết hơn. Quỳnh không để ý một điều là cái câu Quỳnh lựa chứa đựng nhiều chữ quá, người dân chất phác và nhất là học trò tiểu học không thể nào nhớ được và cũng không biết nên chọn chữ nào để hô theo Quỳnh. Cho nên theo thói quen, họ đều nhất loạt vung cánh tay và lặp lại hai chữ đầu tiên của câu khẩu hiệu. Quỳnh nắm bàn tay, mặt bừng bừng, khí thế gào thật lớn: 3.000 đồng bào ấp Tân Hạ triệt đệ ủng hộ Ngô Tổng thống. Lập tức sân trường vang dậy tiếng đáp lại: 3.000. Ông tỉnh trưởng ngồi trên khán đài cố nhịn để khỏi bật cười. Đời ông đã từng nghe quần chúng hô khẩu hiệu rất nhiều, nhưng chỉ toàn là đả đảo hoặc hoan hô, chứ chưa nghe đám đông nào hô 3.000 bao giờ. Riêng Thông thì không nhịn được, anh bật cười rồi vội vàng cúi xuống. Lũ học trò đứng sau lưng Thông ngơ ngác nhìn, không hiểu tại sao giữa phút nghiêm trang như thế này mà thầy Thông lại dám cười. Về phần Quỳnh đứng trước máy vi âm trên bục cao, cũng nhận ra ngay cái khuyết điểm của mình sau khi nghe cử tọa đồng thanh hô hai chữ 3.000, cho nên thay vì hô 3 lần như dự trù, thì ông ngừng lại và ấp úng kết luận: "Xin ơn trên phù hộ Ngô Tổng thống." Với Thông đó là một kỷ niệm vui mà mỗi lần nhớ lại anh đều bật cười, nhưng với người trong trại, không phải ai cũng nhận ra điều ấy. Riêng Quỳnh thì tự rút kinh nghiệm, từ đó mỗi lần hô khẩu hiệu đều nhẩm sắn những câu thật ngắn, thật gọn. Hút xong điếu thuốc, Quỳnh ngửa mặt nhả khói rồi bảo Thông bằng giọng ưu tư: "Hôm qua tôi đi họp trên xã, tình hình an ninh xem chừng phức tạp lắm, thành từ hôm nay tôi ghé hỏi ý kiến thầy." Thông vừa rót nước vừa cắt ngang: "Tôi có biết gì về chính trị đâu mà ông hỏi ý kiến tôi, ông làm trưởng ấp tất nhiên ông phải nắm vững hơn tôi nhiều chứ." Quỳnh co một chân lên, hai bàn tay đan vào nhau, bó gối, người hơi ngửa ra phía sau. Quỳnh hỏi: "Thầy có vội không? Đang chấm bài dở dang phải không? Hay là thôi, để lúc khác tôi ghé cũng được." Thông xua tay: "Ông cứ ngồi chơi, bài của học trò không chấm hôm nay thì ngày mai cũng được, có sao đâu. Ông đến chơi là quý rồi." Quỳnh bỗng buồn rầu nói tiếp: "Thầy Thông ạ, tôi cũng hơi lo, cho nên mới hỏi ý kiến thầy. Là vì năm nay Việt Cộng gia tăng hoạt động ám sát các viên chức chính quyền.
Bây giờ mới là tháng 11 chưa hết năm, mà tôi nghe báo cáo của xã trên toàn quốc là riêng năm nay Việt Cộng đã ám sát đến cả 100 người. Riêng quận mình thì có đến 3 xã trưởng và 2 trưởng ấp bị giết, có buộc bản án vào cổ. Từ trước đến nay chưa hề có năm nào nhân viên xã bị ám sát đông như thế. Chính phủ phải ban hành luật 10/59, đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Thông ngẩng đầu nhìn Quỳnh chia sẻ, bây giờ anh mới hiểu thấu nỗi bận tâm của Quỳnh. Trưởng ấp Trấn, người tiền nhiệm của Quỳnh trước đây cũng từng hốt hoảng xin rút lui ngay khi nghe tin trưởng ấp Tân Trung bên cạnh bị giết. Hôm nay chắc lại sắp đến lượt Quỳnh Trăng, thông trấn an. Tôi cũng có nghe radio nhắc đến việc này, nhưng mà ở những vùng khác kia, những làng sôi đậu khó kiểm soát thì mới thế. Chứ ấp mình toàn là người Công giáo, Việt Cộng nào trà trộn vào đây được mà ám sát. Quỳnh chớp mắt nói, thì tôi cũng vẫn nghĩ như thế, nhưng lo thì vẫn lo. Nhà tôi suốt ngày giục tôi đọc kinh cầu nguyện, phó mình trong tay Chúa. Có Chúa che chở thì chả sợ gì cả. Thông gật đầu, vâng, thì mình là con nhà có đạo mà, có đức tin thì phải trông cậy vào sự quan phòng của Chúa là đúng rồi. Vừa nói, Thông vừa đăm đăm nhìn Quỳnh, chợt nhớ ra là từ khoảng 2 tháng nay, bỗng Quỳnh tỏ ra siêng năng việc nhà thờ một cách khác thường, khiến bà Quản Vọng cũng phải lấy làm lạ và có lần nói cho Thông biết nhận xét của bà. Ông trưởng ấp dạo này đạo đức quá, ngày nào cũng như ngày nào, mở cửa nhà thờ đã thấy có mặt rồi. Thuở trước khi còn là hội trưởng hội Thánh Giuse Lao Công, dĩ nhiên Quỳnh chăm chỉ xưng tội giấc lễ, đọc kinh sớm tối để làm gương cho hội viên. Khi mất chức, Quỳnh buồn bực đâm ra lơ là hẳn việc đạo, bất đắc dĩ mới đi lễ ngày Chủ nhật để vợ con và đồng bào trong trại khỏi thắc mắc. Mặc dầu việc tham dự thánh lễ của ông chỉ càng chất chồng thêm tội lỗi cho ông, bởi ông vẫn thường xuyên mò mẫm cái phương và nhất là vu cáo cho cha Hảo. Bây giờ thì khác, Quỳnh ăn năn thật, đức tin Công giáo nằm sâu trong đáy lòng, có một lúc nào đó đã bừng dậy, thúc giục ông hối cải vì những hành vi tội lỗi do ông gây nên. Nói theo người bên đạo là Quỳnh được Chúa Thánh Thần soi sáng để thức tỉnh. Cái phương đã đi ở riêng, cha Hảo cũng đã vắng bóng. Cả hai nạn nhân của Quỳnh không còn bên cạnh, làm Quỳnh cảm thấy cô quạnh, lại thêm sự nguy hiểm rình rập vây quanh, khiến Quỳnh hồi tỉnh. Nhưng Quỳnh không đủ can đảm gặp cha Xuân để xưng tội, vì cha biết rõ từng giáo dân trong trại, nhất là Quỳnh. Mà không xưng tội thì lương tâm dày vò, mất ăn mất ngủ. Điều răn thứ 6, chớ làm sự dâm dục. Đó là một tội nặng mà ông sẽ phải đền trả ở kiếp sau trong lửa hỏa ngục. Ông đã phạm điều răn ấy nhiều lần ngay trong nhà ông. Điều răn thứ 8, chớ làm chứng dối, cũng là một thứ tội nặng thứ hai mà ông vướng mắc khi ông cố tình vu oan cho cha Hảo và đứa con gái riêng của vợ. Ngày phán xét, Chúa sẽ không tha ông nếu bây giờ ông không kịp thời hối cải. Một buổi chiều thứ 7, nhân có việc xuống Sài Gòn, Quỳnh đến tận nhà thờ Đức Bà dự thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền cử hành, rồi ra xếp hàng cùng với khá đông giáo dân chờ chức tòa giải tội. Cả tiếng đồng hồ mới đến lượt Quỳnh, ông bước vào quỳ gối làm dấu thánh giá, rồi run run khai hết những lần giày vò con gái riêng của vợ. Ông cũng kể rõ cái âm mưu ám hại cha Hảo. Vị linh mục người miền Nam ngồi bên trong khung cửa nhỏ biệt lưới mắt cáo, khuyên răn Quỳnh rất lâu rồi thay mặt Thiên Chúa tha tội cho ông, để ông an tâm ra về, sống lại cuộc đời một tín hữu bình thường trong xóm đạo. Quỳnh thấy nhẹ trong người, nhưng ông không về ngay mặc dù trời đã xế chiều. Ông quỳ lặng ở hàng ghế rất lâu, qua viếng hang đá Đức Mẹ, rồi sau đó lại đến bàn thờ Thánh Giuse Quan Thầy, tay cầm chẳng hạt, mắt nhòa lệ thống hối. Đối với một người Công giáo đã được tôi luyện từ nhỏ, ông hiểu rằng việc xưng tội không phải là một thủ tục chiếu lệ để cho mình yên trí, giống như mafia cứ đi ăn cướp và giết người xong lại vào nhà thờ gặp cha xưng tội. Xưng tội kiểu ấy chẳng có ích lợi gì mà còn thêm một tội nữa. Người xưng tội chỉ được tha khi thực lòng ăn năn, tự trách mình và quyết tâm không tái phạm. Quỳnh đang ở vào trường hợp đó. Ông sám hối thật, bởi ông đang lo sợ sự trừng phạt của Thiên Chúa. Ông không thể nào quên được bức hình chụp mà ông xã trưởng mới đưa cho ông xem trong một buổi họp. Một nhân viên dân chính trong quận bị Việt Cộng bắt cóc trên đường đi làm về. Mấy hôm sau, dân chúng đi làm ruộng phát giác ra ông bị treo cổ trên cây xoài, có buộc bản án ký tên du kích xã. Quỳnh dùng mình kinh sợ liên hệ đến bản thân mình, biết đâu
một đêm nào đó đang yên giấc tại nhà, du kích cộng sản chẳng mò đến quăng vào một quả lựu đạn để ông chết banh thây, ăn năn tội không kịp. Nhân viên xã ấp như ông năm nay bị giết hàng loạt, ai dám bảo đảm là sẽ không có Quỳnh trong đó. Xưng tội xong, Quỳnh nán lại quỳ lần hạt cả tiếng đồng hồ trước khi ra đường Lê Văn Duyệt, đón xe đò trở về trại. Ở sân nhà thờ có mấy người hành khất ngồi rải rác, chìa tay và đưa nón năn nỉ. Quỳnh móc túi lôi tiền ra phát hết, chỉ chừa lại vừa đủ để trả chuyến xe về trại mà thôi. Ông thấy lòng mình tương đối thanh thản, bước đi những bước nhẹ nhàng vì vừa chút được gánh nặng bấy lâu cào xé trong lương tâm. Rồi cả tháng sau đó, ngày nào ông cũng phải lần hạt và đọc kinh ăn năn tội theo lệnh của vị linh mục trong tòa giải tội. Tuần 7 ngày ông đi lễ sớm, buổi tối ăn cơm xong ông lại đến nhà thờ đọc kinh chung, chỉ trừ những hôm có công tác phòng thủ bất ngờ. Cái Phương theo chồng xuống Sài Gòn đã mấy tháng chưa về thăm lại lần nào. Cha Hảo từ khi rời trại cũng không quay về vì nghe nói cha đang phụ trách tuyên úy cho một sư đoàn bộ binh dưới miền Tây. Cảnh nhà quạnh quẽ, ngày ngày vợ đi chợ, một mình Quỳnh thơ thẩn vào ra, lắm khi thấy trống trải lạ thường. Sinh hoạt tôn giáo vì thế cũng là một niềm vui lớn lao, giúp Quỳnh tìm được một chỗ dựa tinh thần trong lúc tâm hồn dao động vì tình thế. Khổ một nỗi là Quỳnh không muốn từ chức. Vai trò trưởng ấp là một nấc thang danh vọng quá lớn đối với Quỳnh. Nếu không vì hoàn cảnh đặc biệt của xóm đạo, dễ gì Quỳnh tranh được với thiên hạ. Để giúp mình vững vàng hơn, Quỳnh hỏi ướm thử: Thầy ạ, tôi định bắt chước ông Trần lui về cho yên thân, thầy thấy thế nào? Thông lắc đầu: Việc này thì ông hỏi tôi chịu thôi, tôi không dám lạm bàn. Quỳnh hơi thất vọng, cho nên ông lại tiếp: Ở trại này chả nói thầy cũng biết, chỉ có mình thầy là người học rộng hiểu nhiều. Tôi vẫn tin thầy, thành ra mới hỏi ý thầy, chứ người khác thì hỏi làm gì. Thông mủi lòng đáp: Cứ ý tôi đã thì ấp mình thuộc loại an ninh 100%. Việc gì ông phải từ chức, nhưng nói là nói thế thôi. Tôi không xúi ông ở lại, cũng không xúi ông nghỉ việc, tùy ông tự liệu. Quỳnh lại hút thuốc lào. Ở đời có rất nhiều người thích hỏi ý kiến người khác, nhưng chỉ chờ đợi người ta đồng ý với cái định kiến đã có sẵn trong đầu mình, nghĩa là hỏi chơi thôi, bởi vì trước khi hỏi đã quyết định rồi. Quỳnh không muốn từ chức, Quỳnh mong Thông nêu ra cùng ý nghĩ ấy, cản Quỳnh đừng từ chức, để Quỳnh cảm thấy vui vì chọn lựa của mình là đúng. Tiếc là Thông trả lời nước đôi, cho nên Quỳnh không được hà dạ lắm. Ông nói: Cả tháng này tôi cứ phần vần chả biết nên đi hay nên ở. Thông hỏi cho có chuyện: Thế ý của bà thế nào? Quỳnh vừa bật diêm vừa đáp: Nhà tôi thì chả nói làm gì, bà chả có ý kiến, chỉ giục tôi đọc kinh cầu nguyện thôi. Thông kết luận: Ông nên bàn kỹ với bà, việc này chỉ có hai vợ chồng quyết định được thôi. Quỳnh rít một hơi thuốc lào thật đẫy, rồi vừa nhả khói vừa đứng dậy. Thông tiễn chân ra cửa, nhắc lại lời cảm ơn một lần nữa. Quỳnh leo lên xe đạp, ngoái đầu lại bảo: Ơn nghĩa gì, hễ có báo mới thì tôi lại mang lại cho thầy. Với lại thỉnh thoảng thầy chịu khó đạp xe ra phòng thông tin, xem tờ nào đọc được thì thầy lấy về mà đọc. Rồi Quỳnh giớn người đạp xe ra đường dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời đã gần lên tới giữa đỉnh. Nhưng mới được một quãng, Quỳnh vòng trở lại. Thông toan quay vào xuống bếp nấu cơm trưa thì lại nghe tiếng chuông bấm liên hồi. Anh đứng lại trên hè nhìn Quỳnh chờ đợi. Quỳnh vẫn ngồi ghếch trên xe đạp, cười nhẹ và nói: Dạo này đầu óc cứ để đâu, chán quá, ghé thầy định hỏi có mỗi một việc mà lại quên. Thầy có địa chỉ của cha Hảo không? Thông đáp: Có, nhưng mà không chắc ngài còn ở đấy. Dạo nọ thì ngài có biên thư cho tôi, cách đây độ 3 tháng tôi viết lại cho cha thì thư không đến nơi. Chắc cha đổi đơn vị rồi. Ông định liên lạc với cha có việc gì không? Quỳnh vội xua tay đáp: Có việc gì đâu, nhớ cha thì tính biên mấy hàng hỏi thăm thôi. Hễ thầy có địa chỉ mới thì thầy cho tôi nhé. Thông gật đầu: Lẽ tất nhiên rồi, hễ cha biên thư về thì tôi sẽ cho ông biết ngay. Quỳnh chở đầu xe và đạp ra ngõ. Ông cần viết thư cho cha Hảo không phải vì nhớ cha, mà vì vị linh mục trong tòa giải tội tại nhà thờ Đức Bà bắt ông phải xin lỗi cha Hảo về cái tội đã vu oan cho cha. Điều đó thì cũng chẳng có gì lạ.
ăn cắp một món đồ đâu phải cứ đi xưng tội là xong. Phải hoàn trả lại món đồ đó cho gia chủ thì phép giải tội mới hoàn tất. Tương tự như thế, Quỳnh phải xin lỗi cha Hảo và cái Phương. Đối với cái Phương thì dễ, nhưng với cha Hảo thì khó nói quá. Quỳnh ngại lắm. May cho Quỳnh là cha đã đi xa. Cách hay nhất là viết lá thư, khỏi phải mặt đối mặt. Quỳnh đã suy nghĩ nhiều và hôm nay muốn hỏi thông địa chỉ của cha để thanh thỏa cho xong món nợ tinh thần ấy. Quỳnh đi rồi, Thông bước nhanh xuống định vo gạo thổi cơm, nhưng anh sực nhớ ra bức thư của Mai còn đặt trên bàn, chưa bóc ra xem, anh vội chạy lên và run run xé một đầu, lôi tờ giấy mỏng màu trắng đọc nhanh những dòng chữ nắn nót của cô học trò. Không có gì lạ, vẫn chỉ là những lời vấn an thủ tục. Kết thúc lá thư, bao giờ Mai cũng nhắc lại lời dặn dò là hễ có dịp xuống Sài Gòn thì Thông nhớ ghé thăm. Nhớ nghe thầy. Em để sẵn cho thầy vài món quà mà em biết thầy rất thích. Thầy không ghét thăm em cho người khác đấy. Thông gấp tờ giấy nhét lại trong phong bì, kẹp vào cuốn sách, rồi thở dài đi xuống bếp. Lòng anh nao nao buồn nghĩ đến cô học trò cu quạnh lúc nào cũng mong chờ anh. Đứng bên đống củi, anh nhìn qua cửa sổ sang phía nhà Trâm, thấy Trâm đang nói chuyện với mẹ bên bờ giếng. Cả hai mẹ con vẻ mặt rất nghiêm trọng, Thông biết họ đang nói về mình. Anh ngồi xuống nhóm lửa, anh hình dung ra buổi gặp gỡ tối mai, anh sẽ phải rất khéo léo, họa may mới lay chuyển được cái định kiến đã bám quá sâu trong đầu ông Đoàn Cảnh. Tuy vậy, Thông vẫn lạc quan tin ở khả năng của mình, và trên hết, anh tin rằng nếu Chúa sắp đặt cho anh lấy Trâm, thì mọi sự đều sẽ đâu vào đấy. Nhìn ngọn lửa bắt đầu bùng lên, Thông hình dung ra đám cưới của anh với Trâm tại nhà thờ, nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, sẽ là một biến cố gây chấn động trong trại mà mọi người đều trầm trồ theo dõi, nhất là lũ học trò của anh. Thông đẩy thêm khúc củi vào bếp và tự dưng mỉm cười. Anh nghĩ tới cái Đào thỉnh thoảng vẫn đến dọn dẹp nhà cửa cho anh, mà có lần Trâm trông thấy ở vườn sau, lúc Trâm và Thông chưa quen nhau. Con bé xinh xắn và nhanh nhẹn, lại tốt bụng và đạo đức, nhưng Thông không muốn cưới vợ quá trẻ, suốt ngày dỗ dành thì mệt lắm. Và lại, nếu muốn chọn một cô gái đẹp làm vợ, thì có lẽ chẳng ai sánh được bằng Mai, người tình cũ của thầy Phán mà lúc này đang bơ vơ dưới Sài Gòn, sẵn sàng chờ mong Thông ngỏ một lời. Nghĩ đến Mai, Thông bỗng thở dài, bồi ngồi đứng dậy bước ra vườn. Chiều hôm sau đi dạy học về, Thông ăn qua loa bữa cơm tối rồi chuẩn bị sang gặp ông Đoàn Cảnh như đã dự tính và bàn trước với Trâm. Vốn tự tin ở khả năng thuyết phục của mình, thế mà lần này anh hồi hộp thấy rõ, hai bàn tay có lúc lạnh toát và tim đập thình thịch như sắp đi ăn trộm. Thay quần áo xong, đang tính bước ra cửa thì Trâm chạy sang báo tin ông Đoàn Cảnh chưa về. Nàng bảo, chắc là bố em ngủ ở lại Sài Gòn, nếu về thì giờ đã phải về rồi, vì chuyến xe cuối chạy ngang trại mình là khoảng 8 giờ, bây giờ gần 9 giờ rồi, thôi anh để hôm khác vậy. Rồi ông Đoàn Cảnh ở lì dưới Sài Gòn 3 hôm mới trở về. Ông bước vào nhà giữa lúc ba mẹ con đang ăn cơm chiều. Ăn qua loa cho xong bữa, có lẽ vì quanh năm chủ trương như vậy, cho nên trên chiếc mâm đồng cũ đã mẻ một mảng nhỏ, chỉ bày ra có mỗi đĩa rau luộc, lấy nước làm canh và một món mặn là cùi dừa kho với thịt ba dọi. Bà Cảnh vừa xới bát cơm thứ hai thì ông Cảnh bước vào, bà buông đũa, trố mắt hỏi, ông đi đâu mà lâu thế? Mẹ con tôi sốt cả ruột. Trâm đứng dậy chạy xuống bếp lấy thêm bát đũa cho bố. Thế cũng đứng dậy đỡ cái túi giấy trên tay ông Đoàn Cảnh, mở vội ra xem và thất vọng ngay vì trong đó chẳng có quà bánh gì ngoại trừ đôi dép cao su. Vì không dự trù ở lại Sài Gòn nên ông chỉ mặc có mỗi một bộ quần áo trên người, hôm nay đã nhàu nát và bốc mùi chua loét. Ông kéo ghế ngồi rồi quay sang bảo Thế, lấy cho bố cái quạt. Thế chạy vào buồng cầm ra cái quạt nan trao cho bố rồi ngồi xuống chỗ cũ đăm đăm nhìn chờ đợi. Ông Cảnh nhìn vợ dõng dạc tuyên bố, dọn xuống Sài Gòn, tôi tìm được nhà rồi. Bà Cảnh giật mình hỏi lại, tìm được nhà? Tiền đâu mà ông đòi mua nhà dưới ấy? Ông Đoàn Cảnh không trả lời vội, ông bảo Thế, rót cho bố cốc nước đã.
Rồi ông mới vui vẻ giải thích. Nhà thì cũng chẳng có gì khang trang lắm, nhưng mà được cái là tiện đường, tiện xá, nằm ngay ở bìa rừng cao su Phú Thọ. Nói đúng ra là người ta chiếm đất, dựng nhà rồi bán lại, cả đến mấy dãy mà chính phủ làm ngơ. Dần dần thì rồi đâu cũng vào đấy cũng hợp thức hóa, cấp giấy tờ cho người ta ở tạm thôi, rồi từ từ mình chắt bóp sửa lại sau. Bây giờ thì giá còn rẻ, chứ vài năm nữa thì cả đống tiền cũng chưa chắc đã mua nổi. Ngừng lại một chút để vợ con cùng suy nghĩ về tương lai, rồi ông vừa quạt vừa tiếp. Cũng may nhờ ông Mạnh ông ấy chỉ cho tôi, chứ tôi lạ nước lạ cái biết đằng nào mà mò. Bà Mạnh bà cứ bảo mãi là... Vâng, thì hai bác dọn xuống dưới này, người làng người nước với nhau, thỉnh thoảng còn gặp nhau, chứ hai bác ở xa xôi quá, chúng em có muốn thăm trá thế nào mà nhấc chân đi được ạ? Thì bây giờ ngày mai đó, bà đi với tôi, đem tiền xuống giao cho người ta lấy nhà. Dứt lời, ông bưng cốc nước trà nguội uống một hơi cạn sạch, rồi nghiêng đầu phun phè phè mấy cọng bã trà ra góc nhà. Bà Cảnh nghe cũng bùi tai, dĩ nhiên bà đã muốn đi từ lâu rồi. Chính bà vẫn hăng hái giục chồng bỏ chạy cả mấy năm nay, mà mãi đến bây giờ ông mới quyết định. Bà quay sang nhìn Trâm dò xét. Mặt cô buồn thiêu, nước mắt dường như sắp trào ra. Trong ý nghĩ chủ quan của cô nhìn thấy rõ âm mưu của bố cô nhằm chia rẽ cô và Thông. Chỉ vì muốn ngăn cản chuyện tình của con gái mà ông Đoàn Cảnh vội vã kiếm nhà dưới Sài Gòn. Trâm cúi mặt không nói, chén cơm đang ăn dở nuốt không trôi, thế ngồi bên cạnh không biết xử thế nào. Trong thâm sâu, thế rất muốn về thành phố, mặc dầu cô Bông bên kia cầu đang yêu thế tha thiết. Huống chi thế cũng thấy bứt rứt tội nghiệp cho Trâm, bởi bỏ trại định cư này thì không chắc gì chị mình sẽ còn cơ hội gặp lại Thông. Bà Cảnh tội nghiệp lên tiếng. Tối hôm qua cậu giáo Thông sang đây chơi, định gặp ông thưa cái chuyện về cậu ấy với con Trâm nhà mình. Ông không có nhà, thành thử cậu ấy hẹn hôm khác. Tôi lúc này cha còn đầu óc đâu mà nói chuyện, dọn nhà là việc chính. Rồi ông nhìn Trâm và bảo, nếu nó thật lòng thương yêu mày thì chân trời góc bể nào nó cũng sẽ đi theo. Chờ mai kia nhà mình dọn hẳn xuống Sài Gòn, nó có còn muốn lấy mày đó thì bảo nó xuống dưới ấy mà nói chuyện với tao. Nhưng có điều tao đã nói rồi, mày mà rửa tội theo đạo thì cút khỏi nhà tao ngay. Trâm đứng dậy đi nhanh vào buồng, nằm vật ra giường thút thít khóc. Cô thấy rõ trước mặt cô tương lai hạnh phúc chỉ là bức tường đen dày đặc. Thời buổi này lễ giáo còn nghiêm ngặt lắm, con gái có bao giờ dám cưỡng lại lời cha mẹ. Trâm nằm một lúc thì bà Cảnh bước vào. Bà ngồi xuống mép giường đặt bàn tay lên vai Trâm, nhưng chẳng biết nói gì để an ủi con gái. Trâm lau nước mắt ngước lên nhìn mẹ thút thít nói. Bố mẹ cứ đi đi, con ở lại đây với anh Thông. Bà Cảnh giật mình vì câu nói quá táo bạo của Trâm. Dù thương con đến đâu, bà cũng không thể chấp nhận như thế được. Bà chỉ có mỗi đứa con gái, dựng vợ gả chồng thì phải theo đúng thủ tục cưới xin đàng hoàng, chứ đâu có thể cho phép con ngang nhiên theo trai để mất thể diện của cả gia đình. Bà gắt nhẹ. Chỉ nói càn thôi, ai lại theo công? Chả người thiên hạ người ta cười cho, rồi mai sau rồi nó coi thường mình á. Bố mày nói cũng có phần đúng, để tao bàn lại với bố mày. Cứ để cậu Thông cậu ấy sang đây nói chuyện với bố mày. Còn việc mình dọn nhà thì cứ dọn, đây với Sài Gòn thì có bao xa. Cậu ấy mà thương mày thật lòng thì cậu xuống hỏi cưới, rồi muốn ở luôn dưới đấy hay đem nhau quay về đây cũng chả sao. Trâm nghẹn ngào gắt lên. Nhưng mà bố cấm con theo đạo thì làm sao ấy cưới con được. Bà Cảnh đã tính trước nên cúi xuống hạ giọng đáp. Thế sao không bàn với cậu Thông, bảo cậu ấy đưa mày lại nhà thờ rửa tội lén, đừng có cho ai biết. Mẹ thấy chỉ có cách đó là kín đáo hơn. Bố mày thì làm sao mà biết được, chỉ cần ông cháu bằng lòng thì là xong rồi. Trâm ngồi lên gục đầu vào vai mẹ. Cô xúc động vì tình mẹ thương con, đã tính toán tất cả mọi cách để cô đạt được ước nguyện làm vợ Thông. Cô lau nước mắt nói nhỏ. Vâng, để ngày mai con bàn với anh Thông xem sao. Chờ thế bưng mâm ra giếng, múc nước rửa bát, bà Cảnh mới ngước lên nhìn chồng, khẩn khoản đề nghị. Ông à, đằng nào thì mình cũng dọn đi. Hay là ông cho hai đứa chúng nó, cái Trâm với lại cậu giáo Thông, làm cái đám hỏi để đấy, rồi mình hẵng đi. Ông cứ nghĩ lại xem sao. Con năm này nó 22 tuổi rồi, tôi muốn nó có nơi có chỗ thì tôi mới yên lòng. Ông Cảnh lại vê thuốc lào nhét vào nó và nghiêm mặt đáp.
Đã bảo bà bao nhiêu lần rồi, tôi cứ cấm cản gì chúng nó. Chỉ có điều là muốn cưới hỏi gì cũng được, nhưng tôi cấm con Trâm theo đạo. Chỉ có thế thôi, bà đừng có nhắc cái chuyện ấy với tôi nữa. Bà Cảnh đứng dậy trở vào buồng. Trời bên ngoài đã tối hẳn, muỗi bắt đầu xông ra, vo ve bay quanh giường. Bà lôi Trâm xuống bếp và dặn nhỏ. Này, sáng mai bố mẹ xuống Sài Gòn, con ở nhà bàn tính vi với cậu Thông xem sao. Cứ hỏi cậu ấy, giả như là con lên con học đạo rồi kín đáo rửa tội, không cho ai biết, thì cha có bằng lòng làm lễ cưới hay không? Tao đã nói chuyện với bố mày rồi đấy. Bố không có cấm mày lấy cậu Thông, chỉ là không muốn là con theo đạo thôi. Con liệu lời nhắn với cậu ấy như vậy nhá. Trâm gật đầu rồi hỏi lại. Thế nhà mình dọn xuống Sài Gòn thật hả mẹ? Bà Cảnh gật đầu nhấn mạnh. Dọn chứ con, mẹ muốn đi từ lâu lắm rồi chứ đâu phải bây giờ mới chiều ý bố mày đâu. Xuống dưới ấy mới có tương lai. Ở cái hóc xó nhà quê này làm cái gì? Thấy ông Mạnh mở hiệu ăn mà thèm, chả mấy chốc ông bái giàu to. Bố mày gàn gàn dở dở, mấy năm nay không chịu đi. Thôi thì đây cũng là dịp tốt con ạ. Trâm gật đầu và đưa mắt nhìn sang nhà Thông. Qua liếp phên cửa, cô thấy thấp thoáng ánh đèn leo lét và tiếng hát từ máy thu thanh vọng sang lúc được lúc mất. Với Trâm lúc này, kinh kỳ hoa lệ không phải là niềm mơ ước của cô. Mái tranh vách đất cũng được, miễn là cho cô sống trọn đời, êm đềm bên cạnh thầy giáo Thông, là cô có thể mãn nguyện đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Hôm sau, ông bà Cảnh vừa ra đi, Trâm sang gặp Thông ngay. Thế ở nhà, đứng ngồi không yên, đi ra đi vào một lúc, rồi cũng đội nón vải chạy qua làng Tân Trung. Hôm nay, không có ai mướn, nhưng Thế cần gặp riêng cô Bông để báo tin sắp dọn xuống Sài Gòn. Thông vừa ở nhà thờ về, đang định thay quần áo để ra giếng múc nước tưới rau thì ngạc nhiên thấy Trâm từ ngoài sân bước lên thềm. Anh chú mắt đứng đợi, chờ Trâm vào hẳn trong nhà, rồi lên tiếng hỏi ngay. Hình như bác trai về rồi phải không em? Vâng, về tối hôm qua, nhưng lại vừa mới đi rồi, cả mẹ em nữa. Cô tự tiện ngồi xuống ghế, bắt gặp phong thư của Mai đặt ở đầu bàn. Cô nhìn thoáng thật nhanh rồi quay đi. Bằng giọng buồn buồn, cô hề kể hết mọi câu chuyện cho Thông nghe. Cô bảo, chuyến này gia đình cô chắc chắn sẽ dọn xuống Sài Gòn. Mà cái động cơ trực tiếp thúc đẩy ông Đoàn Cảnh quyết định gấp rút là vì ông muốn chia loan rẽ thúy, đẩy Trâm ra khỏi cánh tay công giáo của Thông. Thông lặng người ngồi yên khá lâu, anh mới quay sang hỏi. Ý em bây giờ thế nào? Trâm buồn rầu đáp. Anh hỏi ý em thì cũng như không. Ý em thì nói làm gì? Em có quyết định được cái gì đâu. Ăn thua là ở bố em với lại anh thôi. Em thì em chỉ muốn suốt đời hậu hạ anh. Nhưng mà bố em nghiêm lắm, dứt khoát là không cho em theo anh. Thông đứng dậy thọc hai tay vào túi quần, đầu hơi cúi xuống, nét mặt trầm tư đi tới đi lui trong phòng. Trâm ngẩng đầu lên gọi. Anh à, anh lại đây em bảo cái này. Thông bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trâm tha thiết nói. Tối hôm qua, mẹ em dặn sáng nay phải sang thưa chuyện với anh. Em chả nói, chắc anh cũng biết, mẹ em quý anh lắm. Chỉ mong sao cho em lấy anh được thôi. Mẹ em bảo em bán với anh á, anh cứ đưa em lên nhà thờ học đạo. Nhưng mà giấu đừng có cho ai biết, kẻo đến tai bố em. Khi nào em đủ điều kiện thì anh xin cha rửa tội cho em. Nhưng mà lẽ tất nhiên là phải kín đáo, đừng có cho bố em biết. Rồi sau đó, anh xin cha làm phép cưới cho em với anh. Bố em không có cấm em lấy anh, nhưng chỉ không bằng lòng cho em theo đạo thôi. Thành thử tạm thời em cứ theo đạo, nhưng mà giữ kín không cho bố em biết. Mai kia mình chung sống với nhau, giả dụ mà bố em có khám phá ra cũng muộn, chuyện đã xong rồi. Anh thấy có được không? Đây là ý mẹ em bày cho em, chứ không phải là tự em nghĩ ra đâu anh ạ. Thông cảm động chớp mắt nhìn Trâm rồi cúi xuống. Anh vẫn biết Trâm yêu anh và bà Cảnh có lòng quý mến anh. Nhưng anh không ngờ hai mẹ con liều lĩnh đến như vậy, dám toan tính cả chuyện qua mặt ông Đoàn Cảnh để Trâm lấy được anh. Anh hăng hái nói, được rồi, anh sẽ lên trình cha. Anh chắc là cha sẽ bằng lòng, bởi nhiệm vụ tông đồ của cha, hay nói đúng ra là của bất cứ giáo dân nào, cũng đều muốn tạo điều kiện để đưa người ngoại đạo vào làm con cái của Chúa. Trâm bồi thêm. Lúc đầu em đề nghị anh xin cha cho em làm phép cưới trước, rồi lúc nào thuận tiện em rửa tội sau. Anh bảo là không được. Bây giờ em xin rửa tội trước rồi mới làm đám cưới, đúng như ý anh. Chỉ xin cha đừng có cho bố biết là được rồi. Để anh lên trình cha. Chiều nay dạy học xong, anh sẽ vào gặp cha.
thêm con cái thờ phượng Đức Chúa Trời, lẽ nào cha lại cản? Trâm thấy phấn khởi trong lòng, cô đứng dậy thở phào và đổi đề tài bảo Thông. Thôi, em về để cho anh làm việc, em về nấu cơm, chốc nữa mời anh sang bên em ăn cơm trưa nhé. Nhà chỉ có mình em thôi, chắc chả có thì giờ chạy ra chợ đâu. Thông gật đầu mỉm cười, nhắc lại câu mà mẹ con bà Cảnh hay nói: ăn qua loa cho xong bữa thôi em ạ. Trông cũng mỉm cười đi nhanh ra cửa, nhưng mới bước xuống thềm thì Thông lại nói: bên anh hoa bí lúc này nhiều quá, đầy cả dàn sau nhà, không kịp ăn thì đến hỏng mất. Hay là anh hái cho em một rổ, mang về xào, ngon ra phết. Trâm bằng lòng ngay, cô quay vào và bảo: để em hái cho, em thích ăn hoa bí lắm. Dứt lời cô đi thẳng ra sau nhà, xuống bếp lấy cây rổ và ngẩng đầu ngắm dàn bí đang mùa nở rộ. Thông toan cản lại nhưng lại thôi. Phía sau nhà anh có gia đình nhà hàng xóm khá đông người. Mặc dù vườn cây che khuất nhưng anh vẫn ngại người ta nhìn thấy Trâm trong sân nhà mình. Anh đứng trong khung cửa ngó ra, những con ong con bướm chập chờn bay lên đậu xuống dưới nắng chan hòa phủ ngập trên lớp hoa vàng rực rỡ. Buổi chiều tan trường, Thông đạp xe vào nhà xứ, vòng ra sau hè tìm Bõ Già. Thường thì bất cứ khách nào vào tìm cha cũng phải thông qua Bõ Lực. Vốn có thiện cảm với Thông nên vừa gặp Thông, Bõ mừng lắm. Bõ gợi chuyện: quên chưa hỏi thầy, hôm nọ cô Quyên về đấy, thầy có gặp lại không? Thông giật mình chố mắt hỏi: rồi cô Quyên về đây ư? Bao giờ? Thật không Bõ? Mà sao Bõ biết? Tôi có nghe ai nói gì đâu. Bõ gặp cô ấy à? Bõ Lực lắc đầu: tôi có gặp đâu, nhưng mà cô ấy có về. Vậy là thầy Thông không gặp cô ấy à? Cô ấy về ban đêm, nghe bảo chỉ ghé nhà có một hôm rồi lại đi ngay. Thông vẫn ra vẻ ngờ vực, anh nhíu mày hỏi: mà sao Bõ biết? Bõ Lực dùng ngón tay dí một con kiến đang bò trên vai áo Thông rồi đáp: bà Tổng bảo tôi. Bà Tổng thì thầy biết rồi, thân với cô Quyền lắm. Chả là dạo trước hai người ngồi bán ngay bên cạnh cửa hàng của nhau mà. Thông trầm ngâm không nói gì, đôi mắt chợt buồn, làm Bõ Lực đâm ra hối hận đã nhắc đến Quyên, vô tình gợi lại vết thương cũ. Bõ ưu tư nói: mới độ dăm ba hôm thôi, nhưng mà nghe bảo cô ấy bây giờ khác lắm, không còn đẹp gái như cái dạo ở đây. Thông cười buồn: đẹp hay xấu thì có can hệ gì đến tôi? Bõ Lực cũng cười theo: ấy là tôi cũng nghe người ta bảo thế thôi, chứ tôi có nom tận mắt đâu. Thật ra thì Bõ chẳng nghe ai bình phẩm về nhan sắc của Quyên. Bõ tưởng rằng Thông vẫn còn lưu luyến cô hàng xóm cũ, nên Bõ mới đưa đẩy thêm thắt để Thông bớt tiếc nuối. Chứ trên thực tế Quyên chẳng những không xấu đi chút nào, mà còn có thêm cái dáng vẻ văn minh thị thành hơn ngày trước rất nhiều.